định mệnh. Một, cái chết của một người bạn. Ngọc Nga khá vất vả mới khiến cho chiếc Mobilet nổ máy được. Vừa buông tay ra, cô đã phải ngồi bẹp xuống lề đường, vừa ôm ngực thở dốc. Nhìn bộ dạng của bạn mình, Hạnh Dung vừa lo vừa thương. Mày có sao không? Ngọc Nga ra dấu chỉ vào miệng chứ không nói được. Nhưng Hạnh Dung hiểu được là Nga đang đòi uống nước. Cô cũng ra dấu trả lời, rồi chạy băng qua đường nơi có xe nứt mía. Con đường rộng mà xe cộ lại rất đông, nên phải mất đến một phút sau Dung mới len qua được bên kia. Cô mua luôn hai bịch nước mía, định bụng sẽ dành cho bạn uống hết chứ mình không uống. Cô quay về ngay khi vừa mua xong, quên cả tiền thối lại. Nhưng vừa bước được chưa đầy chục bước thì một chiếc xe lao tới. Chết rồi, đụng xe! Ai đó la lớn khi thấy Hạnh Dung ngã xuống, hai bịch nước mía văng tung tóe. Từ bên kia đường, Ngọc Nga cũng nghe tiếng kêu và nhìn thấy xe cộ dồn cục lại. Nhưng cô không nghĩ bạn mình bị nạn nên cô đợi. Bỗng người ngồi bán thuốc lá bên vệ đường gọi to, vừa chỉ tay qua bên kia đường. Cô dì ơi, cô đi xe Mobilet ơi, bạn cô bị đụng xe bên kia kìa. Lúc ấy Ngọc Nga mới hốt hoảng. Đâu, đụng đâu? Cô quên cả mệt nhọc, vội băng qua đường. Tuy nhiên Nga bước chưa tới nửa đường thì đã thấy một chàng trai cao to đang bế xốc Hạnh Dung trên tay, vừa bước nhanh hướng ngược lại. Dung, mày có sao không? Anh chàng kia biết Nga là bạn của nạn nhân, nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bế Dung bước nhanh vào lề. Khi anh ta vừa đặt Dung xuống, đã thấy cô bật ngay dậy và nói lí nhí gì đó trong miệng, không nghe rõ. Ngọc Nga lao tới hỏi dồn. Mày có sao không? Thằng cha này đụng mày hả? Cô nàng quay liền qua anh chàng kia, sừng sộ. Mắt mũi để đâu mà đụng vào người ta vậy hả? Anh chàng chưa kịp trả lời, đã nghe Dung nói. Không phải đâu, tại tao... Cô ngừng nói, vừa nhăn mặt, vừa bước nhích ra khỏi vòng tay của chàng trai. Thấy vậy, Nga còn dữ dằn hơn. Mày gần chết như vậy mà không sao hả? Để tao hỏi tội thằng cha này. Lúc này anh chàng mới lên tiếng. Muốn hỏi tội gì thì để người ta băng bó vết thương cho nạn nhân đấy chứ. Bộ cô muốn nhìn bạn mình chảy hết máu sao? Anh ta định xem chỗ đau dưới chân của Dung, nhưng cô đã vội xua tay. Không sao, không có máu đâu. Chỉ đau vì... Ngọc Nga nhanh nhảu vén ngay ống quần của bạn lên, vừa tí lia. Coi vết thương sâu cạn thế nào đây? Đúng như Hạnh Dung nói, chỉ là một vết bầm trên ống chân, chứ không có chảy máu. Hạnh Dung mắc cỡ, vội kéo ngay ống quần xuống, cầm nhau. Con này, bộ muốn tao khoe. Hiểu ý của bạn, Ngọc Nga đang lo mà cũng phải bật cười. Mày sợ với khoe cặp ống sậy của mày hả? Anh chàng kia cũng phải bật cười theo, vừa thở phào nhẹ nhõm. Điều ấy lại khiến Ngọc Nga nổi xung thiên. Đụng người ta gần chết, sung sướng lắm cái gì mà còn cười. Hạnh Dung lại phải biện hộ giùm anh chàng. Tại tao băng qua đường, không có ngó nên đâm vào xe người ta mà. Cho tôi xin lỗi. Ngọc Nga quay qua bạn mình tru tréo lên. Con nhỏ này, mày điên hả? Ai lại đi xin lỗi người đụng mình gần chết? Dung phải bước đi mấy bước để cho Nga nhìn thấy, vừa nói. Chết đâu mà chết, tao còn đủ sức lái Mobilet đưa mày đi mấy chục cái số cho coi. Anh chàng hạ giọng từ tốn.
Dẫu sao cô cũng để tôi đưa tới bác sĩ gần đây coi lại vết thương, rồi có gì tôi sẽ lo. Hạnh Dung sợ Ngọc Nga lại làm lôi thôi nên vội nói. Không sao thật mà, chỉ vì mất thăng bằng nên tôi bị ngã, cũng may không đụng vào đâu hết. Ngọc Nga đâu để yên. Phải đưa nó đi bệnh viện ngay chứ còn gì nữa, không nói năng lôi thôi gì hết á. Hạnh Dung bất ngờ mới nghiêm giọng. Làm gì phải đi bệnh viện, tao sức dầu một chút là xong thôi. Anh chàng nghe vậy vội đứng ngay dậy và phóng đi. Ngọc Nga la lớn. Tính trường hả? Anh kia! Anh ta quay lại nói nhanh. Trường đi mua dầu xoa. Lát sau anh ta trở lại với lọ dầu nóng trên tay, đưa cho Hạnh Dung. À, cô xoa lên vết thương, còn thuốc này để uống cho tăng máu bầm nè. Còn hộp này là kẹo the của Pháp, tặng cô này để cô chửi cho âm thanh lớn hơn. Vừa nói anh ta vừa lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Dung. Đây là tên và địa chỉ của tôi, có gì các cô cứ gọi, tôi sẽ có trách nhiệm. Sợ Ngọc Nga lại gấu ó nên Hạnh Dung chụp lấy tấm danh thiếp rồi cầm chặt trong tay, vừa nói với anh chàng. Được rồi, anh cứ đi đi, không sao đâu. Anh chàng ái ngại nên chưa dám đi, Hạnh Dung phải giục. Anh ra dựng xe lên đi kìa, để cản đường người ta nữa. Nghe vậy, anh chàng mới chạy vội đi. Ngọc Nga quay sang cự bạn. Mày dễ quá, để nó đi rồi, lỡ có gì sao? Chà, thấy anh chàng đẹp trai rồi bủng rủng tay chân chứ gì. Hạnh Dung phải đập tay vào lưng bạn một cái rõ đau. Con quỷ, vô duyên. Mày cứ quen cái tật chuyện gì cũng ào ào, người ta bị tao đụng, chứ nào có lỗi gì. Nhưng hễ xe đụng người là có lỗi rồi. Gặp tao thì tao níu lưng luôn. Hạnh Dung trả đũa. Níu lại vì anh ta quá đẹp trai chứ gì. Bây giờ cả hai người mới cùng cười phá lên. Hạnh Dung giục bạn. Sẵn xe còn nổ máy nè, mình đi lẹ lên, trễ rồi đó. Họ dọt xe đi thì anh chàng lúc nãy chạy chiếc Vespa đảo qua. Anh ta quan sát không thấy thì vội dọt đi nhanh. Hình như anh ta cũng khá gấp gáp chuyện gì đó. Hạnh Dung chở Ngọc Nga hướng về phía cầu Bình Lợi, rồi thẳng về quốc lộ 13. Ngọc Nga tỏ ra rành đường. Cô nhắc. Mình đi xe đạp phải mất cả buổi, nhưng xe gắn máy, dẫu là xe cà tàng này, cùng lắm là 2 tiếng là đã tới. Chắc chắn là không trễ được đâu. Họ đi lái thiêu dự cuộc họp cắm trại ở vườn măng cục mà đám bạn hơn chục người đã đi trước từ sáng sớm. Mày coi lại xăng chưa? Không lại dẫn bộ ná thở luôn đó. Xong rồi, xăng thì đầy bình rồi. Chỉ sợ nửa đường chiếc xe này dở chứng thôi. Tao sợ cái cục sắt này quá. Ngọc Nga lại tỏ ra sành sỏi. Có chuyên gia đây thì khỏi lo. Ở nhà chiếc xe Mobilet của ông già tao, tao là chuyên gia đạp nổ máy để chùi buji đó. Đang tán chuyện xe cộ, bỗng dưng Hạnh Dung nhắc lại chuyện lúc nãy. Tao nghe mày chửi anh ta mà tội nghiệp luôn. Ảnh chịu trận cũng giỏi, chứ gặp người khác thì... Ngọc Nga vẫn chưa chịu. Người khác thì sao? Hễ đi xe mà da quẹt với người đi bộ á, thì người lái xe bị lỗi á. Xưa nay vậy mà. Hạnh Dung cãi lại. Mày nói bậy. Bộ đi bộ rồi có quyền cứ lăn đùng ra, rồi muốn gì cũng được hả? Ba tao nói á, đi bộ hay đi xe đều phải phân lỗi, phải đàng hoàng. Có người đi bộ còn phải bồi thường cho người đi xe nữa kìa. Ngọc Nga phá lên cười. Ha, chắc là mày đang muốn tìm anh ta để tạ lỗi cho bắt đền và chiếc hôn chứ gì.
đang lái xe. Chứ nếu không thì Hạnh Dung đã đánh cho con nhỏ mấy cái, cô phải đe dọa. Mày còn nói cái giọng đó, tao lủi xe vào đống rơm bên đường bây giờ. Nè, con khỉ mà cũng phải công nhận thằng ấy đẹp trai đó chứ. Lại còn đi Vespa láng con nữa, ra dáng công tử lắm mà. Thảo nào. Lại bắt đầu nữa rồi. Tao cấm mày chọc ghẹo kiểu đó nha. Ờ thì cũng được. Tao muốn hỏi anh chàng tên gì thôi à. Tao làm sao mà biết? Ngọc Nga châm chọc. Chưa gì đã giấu kỹ rồi. Chứ cái gì trong túi mày đó? Chợt nhớ ra, Hạnh Dung móc trong túi áo tấm danh thiếp đưa ra sao cho Nga. Mày coi thì biết. Tao chưa đọc thì lấy gì biết? Ngọc Nga đọc rất nhanh. Nguyễn Hoàng Phi, kỹ sư. Cô nàng xích xoa. Kỹ sư nghe. Nè, kỹ sư mà hợp với hoa hậu thì chắc cho ra đời cả lô kỹ sư với công chúa con quá. Hạnh Dung lủi ngay xe vào lề, giới tay nhéo bạn một cái đau điếng. Tao không lái xe nữa. Nếu mày không... Ngọc Nga kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không quạo mà tiếp tục đùa. Biết đâu đó là cơ duyên. Con quỷ, mày có im đi không? Họ chọc ghẹo nhau mãi cho đến khi tới ngã rẽ từ quốc lộ vào một con đường nhựa nhỏ hơn, tức hướng đi về Thuận An lái thiêu. 20 phút sau, họ thấy bãi gửi xe và nhanh chóng đi bộ qua cầu Gián để thẳng vào khu vườn trái cây nổi tiếng. Nơi đó có đầy đủ các bạn bè. Trong số những bạn cùng lớp đệ nhị A1 còn có vài bạn lạ, mà theo lời giới thiệu của Châu lớp trưởng thì sẽ có vài vị khách đặc biệt hơn. Châu nói: bữa nay sẽ dành cho các bạn ở đây một sự ngạc nhiên, nhất là với Hạnh Dung, cô hoa khôi của nhóm chúng ta, một sự bất ngờ. Hạnh Dung vừa mới tới còn mệt, nhưng cũng lên tiếng. Dung thì cũng giống như các bạn, làm gì có bất ngờ khi mọi cái đều bình thường cả. Vậy mà có đó. Châu vừa dứt lời thì lấy từ trong giỏ sách ra một quyển sổ đựng gói giấy cẩn thận, vừa nói to lên: các bạn có đồng ý bắt chủ nhân của quyển sổ này phải khao chúng ta một chậu trái cây hôm nay không? Một tràng pháo tay vang lên tỏ vẻ đồng ý. Hạnh Dung ngơ ngác: sổ gì vậy? Châu mở luôn quyển sổ ra đưa lên trước mặt Dung. Chắc là Dung nhận ra đây là sổ gì rồi phải không? Thú thật mình rất tôn trọng sự riêng tư của chủ nhân quyển sổ, nên chỉ đọc những dòng trên bìa thôi. Còn bên trong thì đã được người gửi yêu cầu bí mật và niêm phong cẩn thận rồi. Vừa trông thấy, Dung đã kêu lên: quyển lưu bút. Châu xác nhận: đúng vậy, đây là quyển lưu bút của Hạnh Dung. Nhưng làm sao nó lại trong tay Châu? Mình nhớ là... Biết tính Dung rất thẳng, lại nóng và thường hay nổi xung thiên mỗi khi có ai phạm tới chuyện riêng tư của mình, nên Châu phải giải thích ngay. Mình nói rồi, có người bạn nhờ mình chuyển cho Dung vật này, chứ mình không thể nào lại xen vào chuyện của bạn. Người đó tuy không có mặt ở đây, nhưng sẽ có một đại diện giải trình thêm với Dung. Người ấy kia. Theo tay chỉ của Châu, Hạnh Dung nhìn về phía bờ đất đường dẫn vào vườn cây, có một chàng trai đang bước chậm vào. Ủa? Anh chàng Hoàng Phi của mày kìa. Người la lên đó là Ngọc Nga. Riêng Hạnh Dung thì ngơ ngác mất vài giây, rồi cũng lúng túng nói lý nhí trong miệng: anh ta. Đến phiên Châu ngạc nhiên: ủa, bộ có quen nhau hả? Hạnh Dung chưa kịp đáp thì lúc ấy anh chàng đã bước tới, và đến lượt anh ta khựng lại nhìn sững vào Dung. Cô cũng à? Trong lúc Dung còn đang ngỡ ngàng thì Ngọc Nga đã nhanh nhảu: sự tình cờ đáng nghi ngờ, thì ra
người ta giờ đụng xe để hẹn nhau ở đây. Châu ngạc nhiên. Ai đụng xe? Lúc này Hoàng Phi phải chủ động lên tiếng. Thì ra cô cũng đến dự buổi họp mặt hôm nay hả? Phải vậy, lúc sáng mình đi cùng một thể. Châu cũng nói luôn. Đây là người đại diện cho Giáng Hương để đến trao cho Dung quyển lưu bút này đó. Hạnh Dung càng lúng túng hơn. Vậy mà Dung không biết anh là... Chàng trai Hoàng Phi cũng giật mình. Vậy đây là Hạnh Dung. Châu nói. Hạnh Dung và Giáng Hương là hai người bạn thân nhất, trong lớp luôn ngồi cạnh nhau cho đến khi Giáng Hương đi du học hồi đầu năm đó. À, thì ra, anh chàng lịch sự nói thêm. Em gái tôi vẫn thường nhắc Dung luôn, kể cả khi đã sống ở Pháp. Việc nó giữ quyển lưu bút này quá lâu cũng đã khiến cho nó luôn áy náy. Chắc là cô Dung không giận em tôi chứ? Ngọc Nga luôn tìm dịp để chen vào trêu chọc. Giận làm sao được khi mà bạn mình có ông anh đẹp trai như thế kia. Cả bọn được dịp cười ồ lên, khiến cho ngay cả anh chàng Phi cũng ngượng. Đừng nói gì Hạnh Dung, cô nàng phải quay sang các bạn nghiêm giọng. Không phải chuyện đùa đó các bạn, mình xin lỗi. Cô cầm lấy quyển sổ từ trên tay Châu, vừa nói. Khi thấy Giáng Hương đi Pháp mà cầm luôn quyển lưu bút này, tôi cứ chờ hoài mà không thấy nó gửi về thì cũng có hơi buồn. Nhưng sau đó nghĩ như vậy cũng tốt, bởi nó sẽ có thì giờ đọc lại những dòng trong đó của nhiều bạn bè, ắt là vui hơn khi ở xứ người. Nên từ đó mình không có còn chờ nữa. Châu phá tan bầu không khí còn bỡ ngỡ đó bằng câu nói. Thôi được rồi, chuyện gì đó để chút nữa nói. Bây giờ anh Phi á đã chịu khó vượt mấy chục cây số để đến đây rồi, thì bọn này xin mời anh cùng tham dự buổi cắm trại cho vui ha. Hoàng Phi lịch sự từ chối. Mình chỉ muốn trực tiếp đến đây để gửi vật này về cho chủ nhân của nó. Và mình đã gặp rồi thì xin cứu. Phải về ngay hôm nay vì nhà có giỗ, mình không thể vắng mặt được. Một lần nữa xin cảm ơn cô Châu đã vui lòng cho mình biết hôm nay là có buổi cắm trại này, và có mặt của cô Hạnh Dung đây để mình có dịp gặp và xin lỗi. Châu nhân dịp giải thích luôn. Do anh Phi đây không biết địa chỉ của Dung nên hôm qua tới nhà mình hỏi. Mình muốn nhân dịp này mời anh ấy cùng đi lên đây chơi và gặp Dung luôn. Vậy mà cô nàng Dung này để cho anh ấy về, quả là quá vô tình. Phi lại phải lên tiếng lần nữa. Tôi xin lỗi, bởi hôm nay nhà có giỗ nên tôi phải về cho kịp giờ mà. Chứ nếu mà không á thì ở lại chơi tới bao giờ cũng được. Ngọc Nga nhanh nhảu. Tiễn người ra xe đi, còn chần chờ gì nữa. Châu cũng nói. Thôi được rồi, anh Phi có chuyện nhà thì bọn này không giữ, để Dung tiễn anh ra xe. Xin mời anh hôm nào rảnh á thì chúng ta gặp nhau. Ngọc Nga phá lên cười. Chuyện hẹn hò đâu có cần tới Châu đâu. Hạnh Dung cấu vào hông bạn mình một cái đau điếng, rồi chủ động bước đi ngay để tránh sự trêu chọc của các bạn. Hoàng Phi đi theo sau và phải bước thật nhanh mới theo kịp cô nàng. Anh phải lên tiếng. Bộ Dung quen chốn này lắm hay sao mà đi qua cầu với đường đất giỏi quá vậy? Lúc đi xa chỗ các bạn rồi, Hạnh Dung mới thấy tự tin hơn. Cô hỏi thăm. Giáng Hương ra sao rồi mà chẳng thấy nó thư từ gì hết? Lần này nó có về không anh? Hoàng Phi hơi trùng giọng. Nó có chút việc nên không về được. Nó nhờ tôi gửi lời cáo lỗi về việc giữ quá lâu quyển lưu bút này. Chắc là Dung không giận chứ? Hạnh Dung xua tay. Em đã nói rồi, chỉ có mong đợi thôi, và bây giờ đã nhận lại được rồi, còn giận gì nữa. Vậy khi nào thì anh Phi liên lạc được với Giáng Hương,
em muốn gửi cho nó mấy món quà. À, việc đó... Thấy anh chàng có vẻ ngập ngừng, Dung nói liền. À, cũng không sao, nếu mà anh thấy không tiện thì... Hoàng Phi vội nói. À, không, không phải. Chỉ là tôi chưa định được ngày để trở qua bên đó. Để khi nào đi, tôi sẽ báo cho Dung nghe. Dung thích thú. Ủa, vậy ra anh Phi cũng ở bên Pháp như Giáng Hương hả? Phải. Anh tốt nghiệp rồi, chắc là làm việc bên đó. Và chắc đã lập gia đình ở bên đó hả? Phi lắc đầu lia lịa. Làm gì có, bộ Dung thấy tôi già lắm sao? Tôi còn đang... Chẳng hiểu sao tự dưng Dung thấy vui vui. Cô nói một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung đang bàn. Con gái Pháp nghe nói đẹp lắm. Thua xa Dung. Không ngờ anh chàng lại biết nịnh một câu thẳng như vậy. Dung quay nhìn anh ta và bất chợt bốn ánh mắt chạm nhau. Dung cúi mặt xuống và nghe tim mình đập nhanh hơn gấp bội. Khi ra tới cầu giáng thì Hoàng Phi đột ngột nói. Bây giờ tôi mới dám nói lời xin lỗi. Tôi đã mạo muội viết mấy dòng trong cuốn lưu bút của Dung. Chắc Dung không trách chứ? Hạnh Dung hơi bất ngờ, nhưng cô không tỏ ra sự khó chịu. Chắc là Giáng Hương đã cho phép anh. Mà cũng đâu có sao. Lưu bút là nơi ghi nhận tất cả tình cảm của bạn bè dành cho mình. Mà anh thì còn hơn là bạn nữa. Hoàng Phi nhìn sững cô. Dung nói vậy nghĩa là Hạnh Dung phải nói rõ ngay. Bởi vì anh là anh của Hương, bạn em, tức là anh còn hơn bạn rồi còn gì. À, thì ra. Cả hai cùng cười bẽn lẽn, và tự dưng trong lòng họ cảm thấy thân thiện hơn. Cho đến lúc Phi ra lấy xe, anh nói với lại khi đã rồ máy xe. Châu đã nói địa chỉ của Dung rồi, có thể ngày mai tôi xin phép tới thăm và nói chuyện nhiều hơn. Cả quà của Giáng Hương nữa. Hạnh Dung reo lên. Vậy thì mai em sẽ ở nhà chờ anh. Nhưng rồi cô khựng lại. À, mà không được. Ngày mai em có việc phải đi với mẹ rồi. Hay là để thứ năm được không? Thứ năm em được nghỉ. Phi hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. Được rồi, vậy mình gặp nhau sau nghe. Anh ta rồ xe chạy đi khá xa rồi. Bà Dung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao như vậy. Bị hớp hồn rồi sao cô nương? Giọng nói của Ngọc Nga ngay phía sau khiến cho Dung giật mình. Cô quay lại, đưa tay dứ dứ như sắp đánh vào bạn. Nga lại càng có dịp trêu chọc. Si anh chàng rồi thì chịu đi. Nếu không ta tấn công phỏng tay trên thì đừng có trách đó. Con khỉ. Dung đuổi theo dọa đánh, Ngọc Nga thì cố tình trêu chọc, vừa chạy trước vừa nói với lại. Anh chàng đẹp trai cỡ đó thì coi chừng đó. Suốt đêm qua, Dung cứ đọc đi đọc lại hoài bốn trang lưu bút của Hoàng Phi viết trong sổ. Trước dòng chữ của Phi có bút tích của Giáng Hương, nhưng lạ một điều là Giáng Hương chỉ viết tắt và viết chưa tròn câu thì đã ngưng ngang. Mình biết việc đưa cho anh mình viết trong lưu bút của Dung là không đúng, bởi Dung và anh Phi chưa hề quen biết nhau. Tuy nhiên do anh ấy đã quá ái mộ Dung, cứ nằng nặc đòi phải viết để làm quen, nên cuối cùng mình đành phải chiều lòng anh ấy. Mình xin lỗi Dung. Còn có điều này nữa, mình muốn nói riêng với Dung. Những dòng chữ của Giáng Hương ngưng ngang ở đó, rồi tiếp theo là những trang viết của Hoàng Phi. Và cũng thêm một điều rất lạ nữa, mạch văn của Phi viết đang ngon trớn thì bỗng khựng lại như bỏ dở nửa chừng. Hạnh Dung đọc đi đọc lại và tính khi gặp lại anh cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Phải chăng Phi hết ý, mất hứng hay không muốn nói hết lòng mình? Cũng may sáng hôm nay là ngày thứ năm, Dung được nghỉ học nên cô ngủ nướng thêm một chút. Khi thức dậy thấy đã 9 giờ, cô giật mình
nhảy ngay xuống giường và dọn dẹp rất nhanh phòng ngủ của mình, và sau đó ra phòng khách dọn tươm tất trước sự ngạc nhiên của mẹ. Bà Hồng lên tiếng hỏi ngay. Bữa nay chắc trời sắp có mưa bão hay gì mà cô nương nhà này dọn dẹp kỹ vậy ta? Biết mẹ trêu chọc mình, Dung nũng nịu. Mẹ này, bộ con gái mẹ làm biếng lắm hay sao? Không làm biếng, nhưng không được siêng cho lắm. À, hay bữa nay nhà có khách? Hạnh Dung tranh thủ ngay sự ủng hộ của mẹ. Đúng là con có khách, có mấy người bạn. Bà Hồng cười vừa xoa đầu con gái. Có vậy nên con tôi mới siêng đây. Mà cũng được vậy, con ở nhà đón bạn, rồi muốn vui chơi gì đó cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra mà làm. Mẹ có việc phải qua nhà bà phán giáo chiều mới về. Hạnh Dung mừng rơn. Cảm ơn mẹ. Sao lại cảm ơn? Dung lúng túng sợ mẹ biết mình sẽ đón bạn trai. Dạ không, con cảm ơn mẹ vì mẹ cho con lấy đồ trong tủ lạnh chứ có gì đâu. Con khỉ này, bộ mẹ cấm mày vui chơi với bạn hay sao? 15 phút sau, bà xách giỏ đi, còn dặn lại. Con nhớ ở nhà chơi, đừng rủ rê bạn đi ra ngoài. Cỡ này trộn đạo nhiều, bỏ nhà trống không nên. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi điều binh khiển tướng. Bà Hồng tròn mắt nhìn con gái. Sao mày biết mẹ đi đánh bài? Dung nheo mắt. Mỗi lần mẹ qua nhà bà phán giáo thì chỉ có cầm tướng xanh tướng đỏ thôi, chứ có làm gì khác đâu. Ai không biết. Mày giống hệt thằng cha của mày hồi trước. Lúc nào cũng vậy hết á, nghĩ tao chơi bài này bài nọ. Thì ba nghĩ đâu có sai mẹ. Với lại đánh tứ sắc là để vui, giết thì giờ, chứ có phải cờ bạc ăn thua gì đâu mà ngại. Mẹ đi rồi, Dung mới chạy đi thay bộ đồ mặc trong nhà mà từ Tết đến giờ cô mới có dịp mặc lại. Bộ đồ bằng lụa hơi mỏng nên Dung cứ đứng trước gương ngắm hoài, cứ sợ bị cho là khêu gợi. Thật ra cô khá hài lòng với bộ đồ tự tay đi mua hôm trước Tết, nhưng mặc lần đó chẳng có ai khen, ngoại trừ mẹ mắng cho. Con gái còn lứa gì mà ăn mặc cứ hớ hớ ra vậy? Bộ muốn trêu người thiên hạ hả? Do vậy Dung đã treo nó cho tới hôm nay. Nhìn ngắm kỹ lại, cô tự nhủ. Đẹp thế mồ, đâu có gì khêu gợi đâu. Bữa trước không có hẹn giờ với Phi nên Dung đoán nếu anh ta có tới thì chắc sẽ tới buổi sáng, và giờ tới theo nguyên tắc lịch sự là vào khoảng 9 đến 10 giờ. Không ai tới chơi mà đi vào giờ trưa gần bữa cơm. Vậy mà sao bây giờ đã gần 11 giờ rồi mà anh chàng vẫn chưa tới. Chờ tới 12 giờ mà vẫn chưa thấy, Dung gọi điện tới nhà Ngọc Nga và rủ. Tao với mày tới nhà của Giang Hương, qua đón tao nghe mày. Ngọc Nga cười to trong điện thoại. Nhớ rồi phải không con khỉ? Lát sau, Hạnh Dung chạy Velosolex qua chở Ngọc Nga. Cô nàng vẫn chưa hết chọc. Bộ mày mê anh chàng thật hả? Dung cào nhào. Mê gì mà mê, chẳng qua anh ta hẹn qua nhà chơi và đem theo quà của con Giáng Hương gửi về mà tao chờ suốt cả buổi sáng không thấy. Nhân mẹ tao đi vắng nên tao muốn chủ động sang bên đó lấy quà luôn. Có thể anh chàng tìm không ra địa chỉ hay bỏ lạc địa chỉ rồi cũng nên. Họ đã từng tới nhà Giáng Hương trước đây nhiều lần. Chỉ gần một năm nay không sang vì Hương đi du học nên họ đi rất nhanh đã tới. Ngọc Nga thắc mắc hỏi Dung. Ủa, sao trước giờ mình tới chơi mà có gặp anh chàng này đâu hả mày? Mà có đúng anh ta là anh của Giáng Hương không? Chắc chắn rồi. Sao mày dám quả quyết khi chỉ mới gặp anh ta có một lần? Hạnh Dung thú nhận việc quyển lưu bút. Chính anh ta viết trong cuốn lưu bút của tao gửi cho con Giáng Hương. Anh em tụi nó viết chung cho tao đó. Ngọc Nga kêu lên.
Vậy mà mấy bữa nay giấu ha. Đưa tao coi anh ta viết cái gì vậy? Thì từ từ đã, để bữa nào. Biết nhà Giáng Hương chỉ còn mình bà ngoại ở, còn ba má Hương thì cũng đã đi định cư ở Pháp từ lâu, nên Hạnh Dung gọi tên của Hoàng Phi chứ không gọi bà. Anh Phi ơi! Anh Phi ơi! Anh Phi! Cô gọi đến 3 lần mà vẫn không nghe ai trả lời, mặc dù nhà có mở cửa. Phải gọi đến lần thứ 4 thì mới có tiếng dép lê đi ra, rồi giọng bà ngoại của Hương hỏi giọng ra. Ai kêu đó? Có gì không? Nhận ra ngoại, Hạnh Dung nói to. Con là bạn của Giáng Hương đây ngoại. Con hỏi có anh Hoàng Phi ở nhà không ngoại? Cái gì? Hỏi ai? Dạ, con là Hạnh Dung, bạn học ngày trước của Giáng Hương. Con muốn hỏi anh Hoàng Phi, anh của Hương ạ? Bà ngoại bước hẳn ra ngoài. Bà nhận ra ngay Hạnh Dung và Nga nên nói ngay. Hai đứa, vậy mà bà tưởng là ai? Con Giáng Hương đi bên Pháp từ lâu nay rồi. Còn Hoàng Phi thì cũng đâu có về. Hạnh Dung nhìn sững bà. Con mới gặp anh Phi hôm chủ nhật rồi. Ảnh nói là về có mang quà của Giáng Hương gửi cho con nữa. Bỗng dưng sắc mặt bà cụ tái xanh. Bà bước thụt lùi và lắp bắp hỏi. Con nói gặp ai? Dạ, con gặp anh Hoàng Phi hôm chủ nhật rồi. Trời ơi! Trời đất ơi! Cụ bà kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi suýt nữa đã ngã xuống đất, khiến cho Hạnh Dung và Ngọc Nga hốt hoảng. Bà ngoại, bà sao vậy? Họ đỡ kịp nên bà không ngã, nhưng toàn thân bà bỗng lạnh ngắt. Bà xua tay mấy cái rồi ra dấu cho hai đứa dìu vào nhà. Vào trong rồi còn hỏi lại. Con nói gặp ai? Dạ, anh Hoàng Phi. Bà đưa tay chỉ lên tủ thờ có hai ảnh chân dung. Có phải thằng đó không? Hạnh Dung nhìn lên cùng lúc với Ngọc Nga, rồi cả hai cùng kêu lên. Chính ảnh, và cả Giáng Hương nữa. Mà cái gì vậy ngoại? Đây là ảnh, ảnh của họ sao ngoại lại đặt lên tủ thờ? Bà thều thào. Thì cả hai đứa nó giờ đã ở trên đó rồi mà. Chúng nó... Hạnh Dung lặp lại như người mất hồn. Sao lại như vậy? Sao lại... Ngọc Nga bình tĩnh hơn, hỏi lớn. Ngoại nói vậy có nghĩa là cả hai đã chết rồi sao? Bà cụ nhẹ gật đầu. Chết hết rồi. Ngoại... Hạnh Dung thét lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Cô tưởng chừng mình đang nghe lầm hoặc đang trong mơ. Cho đến khi Nga kéo cô về thực tế. Ngoại nói rõ hơn coi, Giáng Hương mất hồi nào vậy ngoại? Lúc này bà cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Bà từ từ kể lại. Nó chết cách đây 6 tháng cùng với thằng anh của nó. Hạnh Dung như đang trong cơn mộng du. Không thể nào, không thể như vậy được. Ngọc Nga rùng mình. Vậy ra người gặp mình hôm nọ là hồn ma. Anh chàng đụng xe vào mày cũng là ma luôn á. Bà cụ nghe vậy thì lại quảng giếng. Thằng Phi gặp tụi con thật sao? Dung chưa kịp đáp thì Ngọc Nga đã nhanh miệng. Chẳng những gặp thôi, ảnh còn đụng xe vào con Dung đây, suýt chết nữa. Rồi ảnh còn chạy xe lên lái thiêu nữa.
Bà cụ hỏi nhanh. Chạy Vespa hả? Rồi bà chỉ ra nhà xe. Hèn chi, chiếc Vespa lâu nay để trong nhà kho. Bỗng hôm qua, bà thấy ai đem ra nhà ngoài. Bà còn lau chùi bóng loáng nữa. Chiếc xe này trước đây là của ba nó. Từ khi ba nó chết thì cứ để ở trong kho đó. Còn thằng Phi thì ngay từ 5 đến 6 tuổi đã theo ông cậu nó qua Pháp ở rồi, đâu có về đây. Hạnh Dung thất thần. Không thể nào đâu ngoại. Ngọc Nga thì vừa rùng vai lại vừa nói bằng giọng run run. Tụi con gặp ba mà đâu có biết đâu ngoại. Bà cụ vừa khóc vừa nói. Thằng Phi đâu phải là ma, nó là thằng hiền lành. Hơn 20 năm rồi bà không có gặp nó, nhưng chắc chắn nó không phải là ma. Ngọc Nga muốn nói gì đó nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung nên cô nín thinh cho đến lúc Hạnh Dung kéo bà cụ ra về. Hỏi gì Dung cũng không nói.